sức khỏe, một nghệ sĩ tuyệt vời luôn. Vẫn còn trí óc minh mẫn đây. Hai người trí óc minh mẫn. Bỏ vòng quan hệ. Ta lại về chơi chốn động nào. Đó. Đêm vắng nằm bên nàng ngọc nữ, mơ màng khói thuốc nắm căng sao. Phải không? Okay. Yeah. Không phải không mộng rồi chứ. Nó mộng. Trời gọi cho. Trời gọi với mấy thằng ngọc nữ gà nga. Ngọc nữ gà nga vậy á. Mộng mộng quá cao chứ. Tôi nói tôi có thể lên trời tôi dạy đồng ca cho cái đồng hồ. Chú, từ rồi đó bây giờ tâm đắc nhất của chú đó. Cái sáng tác nào mà con chú viết rồi đó giờ mà cái tâm đắc nhất mà chú thích nhất và chú cho là tuyệt vời nhất không? Chú còn nhớ không? Dạ, không nhớ nghĩ là chỉ nói nhiều. Nhiều quá hả chú? Bây giờ nhớ được cái nào nói cái đó. Không không kể. Tương đối cái tuồng nào mà hiện thời bây giờ vẫn còn diễn không chú? Có nhiều quá, nói không hết đâu. Có nhiều. Tùy người thích của mỗi người. Dạ. Mình cũng sao thấy cái nào mình cũng thích hết. Có cái giọng cổ của tôi thì có nghe chưa, nghe rồi hả? Dạ chưa rồi. Dạ. Rồi tranh tối sau cùng rồi tôi nói với con thôi. Dạ. Ca nghe không? À dạ rồi. Dạ dạ, dạ dạ hay quá như vậy. Các con lên các con dạ thì các con nếu những tác phẩm của ba có thể gọi là sự nghiệp thì ba đây có mất cũng suốt mấy mươi năm giấc mộng vẫn chưa ngày này đây còn hàng đêm đau thương mai rồi trọn cuộc đời đeo đẳng nghiệp danh dương rốt cuộc biển có ai bằng ai trắng. Cuộc sống của ba chỉ để làm vui thiên hạ, còn thời của ba thì nhỏ rằng bên cạnh chiếc đàn tranh thiêu xác ba rồi em mớ cho tàn lại những để cho nó trôi ra ngoài biển cả. Bạn hữu đến thăm đừng nhận tiền cung điếu, hãy để cho ba thành tàn bình. Đừng đứa nào có hết nghe các bố hãy đứng lặng yên mà tưởng niệm. Hãy xem cái chết của ba như một ngôi sao rụng, hai ánh nắng chiều tắt liệm như hoàng. Là căn cáo ôi con mai thấy được một cái giấc dịch nước mắt hư. Nước mắt hư là trước mắt của những người về hưu. Bây giờ vô tới nhà rồi, vô nhà rồi. Nhưng mà mình gọi là nước mắt hưu. Thành ra người ta trở là nước mắt con hưu. Dạ dạ dạ. Hùng trí đó, hùng trí đó. Hùng trí đó. Hùng trí đó. Nước mắt hưu. Con hưu, con hưu thì có chữ ơ. Em biết rồi. Còn hùng trí thì hùng trí là có chữ ơ. Mình nói là nước mắt hưu. Thành ra để mình tránh vụ nó sốc bôi sốc của rõ từ nước. Vì rất là hồ kiến anh ơi. Mà tôi mỗi một con cái là con tính đạt. Con là con thanh gì vậy? Thanh Thúy hay gì vậy? Nó cai những bài đó. Một tiếng anh ơi em những tưởng người nghệ sĩ phải sống cuộc đời như lụa, như lá ngọc cành vàng vua chúa ở xa xưa. Nhưng mà một tiếng anh ơi đứng ngay để cho nó cho một tôi ra coi như là cái bài ở bóng mây của tôi và của nó. Một tiếng ơi em những tưởng người nghệ sĩ phải sống cuộc đời nhung lụa như lá ngọc cành vàng của vua chúa ở xa xưa, phải được chở che khi nắng sớm chiều mưa, nào ngờ chừng